chào các quý khách hàng thân yêu của Đông Bang. Như chúng ta đã biết thì ở Đông Bang có một chị khách hàng thoát béo vô cùng ngoạn mục. Chị hiện đang là quản lý chất lượng và cung ứng vật tư của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Đông Xuyên, chuyên thầu xây dựng cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Và chị là Nguyễn Thị Thảo Quyên. Ngày hôm nay thì ekip của Đông Bang đang có mặt tại dự án tòa nhà phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Bây giờ thì xin được mời mọi người chúng ta sẽ cùng vào trong để tham dự lễ cất nóc ngày hôm nay cũng như là gặp gỡ chị Quyên nha. Thì vóc dáng trước đây á, thì như Nga thực tế thôi, như Nga đã thấy đó. Dạ. Thì gấp 4 lần cái eo của Nga nè. Là bự như vậy. Nó tràn ra vậy nè. Xong rồi mình đến với viện thẩm mỹ Đông Bang làm liệu trình phát lớp booster là nó thành cái eo của Nga luôn. Chồm chèm khoảng là 28kg. Wow. Tại vì hồi sáng giờ là mình không tính uống nước với ăn sáng. Chứ là bỏ đồ ăn. Là bỏ đồ ăn hết luôn là tầm khoảng 29. Sự là hạnh phúc lắm. Bao nhiêu năm trời chị không thể nào. Chị nói là chị không thể nào tìm được một bộ đồ mà nó đẹp mà để mình mặc được. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, nhờ có thẩm mỹ viện Đông Ban làm phát lối booster. Dạ. Cho nên là chị mới mặc được những cái bộ đồ này nó chính xác hơn, là bây giờ rất là đẹp là nhờ. Nên chung là rất cảm ơn bên Đông Ban. Rồi chị Quyên ơi, bữa nay là em thấy là mình làm lễ cất nóc á, thành ra là mình mặc những bộ đồ như thế này hay là bình thường mình lên công trường cũng mặc đồ giống như vậy? Bình thường á, lúc mà chị còn mập á thì chị mặc cái đồ hơi xấu một xíu là quần jean với áo thun. Nhưng mà bây giờ nó ốm lại rồi thì mình mặc những cái bộ đồ đẹp để mà đi dự lễ. Tức là gọi là đi dự lễ thôi chứ còn bình thường chị lên. Bình thường là phải mặc đúng quy trình an toàn lao động. Nhưng mà thường là những cái buổi lễ thì mình sẽ mặc đẹp hơn. Mặc đẹp hơn để chỉnh chu hơn, để mà mình ghi hình, làm tư liệu. Từ khi khởi công đến nay là khoảng 6 tháng là chị không lên. Nga phải đi chứng thực hết. Tất cả mọi người ở đây đều gắn bó với bên công ty Đông Xuyên chị từ khoảng 6-7 năm. Chị nói với em là khi mà chị bắt đầu vô cái cổng là chú bảo vệ là đã không nhìn ra chị rồi. Là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Cái thương hiệu của con Quyên là Quyên béo. Tất cả mọi người ở đây không ai nhận ra được. Thì người ta nhìn chị là người ta nói là Quyên, phải Quyên không? Là tại sao mà cái mặt của em mà là cái hình, cái tướng không phải là của em, cho nên chị không dám hỏi. Nó thật sự là rất là mừng, mình rất là mừng luôn. Người ta nói như thế là mình mừng tới nỗi mà mình quay lại mình nói là chị ơi em nè. Chị quên em sao? Đúng rồi, chị rần rần trong người. Muốn thu gọn với chị Thảo Quyên, để lại số điện thoại nhận mã giảm tới 50% chi phí toàn thân ngay hôm nay.